Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hưng Yên tổ chức Đại hội Công đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở. Dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Trong 5 năm qua, các công đoàn cơ sở của thành phố Hưng Yên đã thực hiện tốt việc đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định, 100% được ký hợp đồng lao động, 27 trên 43 doanh nghiệp thực hiện ký thỏa ước lao động. Trong nhiệm kỳ đã thăm hỏi động viên trên 1.100 đoàn viên công nhân lao động, huy động sửa chữa máy ấm công đoàn cho 4 đoàn viên khó khăn về nhà ở. Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.